Ui mệt quá. Trời ơi, không biết con tôi nó đi đâu. Con ơi. Sao con? Mẹ, con lại còn chê con mặc quần áo rách thôi. Con ơi, con thông cảm nhé, nhà mình nghèo, mẹ sẽ kiếm tiền và mua quần áo đẹp cho con nhé. Con không đi còn đâu. Thôi mà, nhá. Đi ra khỏi nhà đây. Con ơi, đợi mẹ con ơi. Mệt quá, đói quá. Nhưng mình không có tiền. Kệ, cứ đi tiếp đi. Mình đói quá. May quá mình còn một miếng bánh. Thôi mình ngồi trong đây mình ăn cũng được. Mình nhớ mẹ bé. Thôi mình chạy về nhà bé mẹ mình ơi. Trời ơi, không biết nó đi đâu mà mãi nó chưa về mấy ngày hôm nay rồi. Con ơi, con đi đâu? Mình phải ra vườn kiếm cái gì xem nào, xem nó có đi ra vườn chơi không. Trời ơi, nó đi đâu mất rồi. Con ơi. Ui mệt quá. Trời ơi, không biết con tôi nó đi đâu. Con ơi. Thì cho mà cũng thương cho bên mình, lo cho mình.